Fire Team tan. Vâng, đến với lượt ban pick của hai team trong trận đấu đầu tiên. Trận đấu đầu tiên của ngày hôm nay, game đấu đầu của trận đấu đầu. Đây là một trận đấu Boba. Boba giữa Orin và Game TV. Vâng, lượt ban pick đầu tiên thuộc về Orin và ngay lập tức họ ban Titan. Còn với Game TV thì lượt ban đầu tiên dành cho Slug. Người ban pick hôm nay sẽ là Yang Mi. Một người mà theo tôi nghĩ rằng anh ấy khá cẩn thận trong việc nghiên cứu đối phương. Chắc chắn anh ấy đã xem lại rất nhiều game của Orin trong thời gian gần đây để nghiên cứu ra phương án khắc chế đối phương. Bởi vì đối phương là team được đánh giá là mạnh hơn chúng ta cho tới thời điểm hiện tại. Lượt ban đầu tiên đánh vào vị trí Slug. Một hero rất khó chịu với cái ulti có thể khiến anh ấy bất tử. Tuy cái thời gian quay nó lâu hơn, nó cái thời gian delay nó đã được thay đổi. Nhưng mà cái việc mà không bị soi bởi đớt game phi thẳng xông thẳng đâm lung tung thì nó rất bá đạo. Và bên phía Orin nó cũng có những player có thể đánh rất là tốt về chiến thuật xoay quanh con Slug. Ban thứ hai của Orin sẽ là gì đây? Và liệu rằng Orin có phát hiện ra con bài chiến lược của Game TV trong trận đấu ngày hôm nay, đó chính là Tinker hay không? Tôi nghĩ rằng hôm nay họ sẽ để cho Cua cầm Tinker. Cua sẽ cầm Tinker để bắn phá Orin. Trước trận đấu này thì mọi con số thống kê đều khiến chúng ta phải buồn. Nhưng tôi hy vọng rằng điều kỳ diệu xảy ra. Tất cả những team Việt Nam đều rơi vào những bảng khó. Nhưng không sao, còn sống, còn chiến đấu, và còn chiến đấu thì còn hy vọng. Vâng, như vậy là một lượt ban ở vị trí solo mid, đó là Pagna. Pagna là một hero có thể đi ở vị trí solo mid, cũng có thể thi đấu ở vị trí carry của lane 3. Khá đa dạng. Với cái cọc có khả năng phá combat rất tốt. Lượt ban thứ hai của Game TV sẽ là gì? Con Titan là một con phá combat với cái ulti xuyên BKB có thể gây slow. Và cái trừ armor của nó rất thấm rồi. Với việc ban những hero kiểu này có thể Orin họ sẽ triển khai đánh nhau thì mid game mạnh. Vâng, Chen đã bị ban rồi. Game TV quyết định ban Chen. Vâng, với việc mà quyết định đánh nhau ở thời điểm mid game, Orin lựa chọn ban Rider dành cho mình. Không biết Game TV có chọn Nick Assassin hay không, bởi vì Nick Assassin là hero thì counter lại ban Rider. Với cái gai của mình, khi ban Rider thả lửa lập tức Nick Assassin bật gai chui về lửa. Game TV với lượt đua pick. Một hero đi solo và một hero support. Có lẽ là như vậy. Yang Mi sẽ thể hiện khả năng leader của mình. Bây giờ thì Yang Mi là người đội trưởng của team Game TV. Vâng, y trên một support và Nick Assassin. Nick Assassin sẽ là nhiệm vụ để counter bắt Rider. Còn với y trên thì người cầm sẽ súp với yếu rồi. Đi rừng sau đó là ra ném. Số vi yếu khả năng mic đệ rất là tốt. Thời gian gần đây anh ấy không ngừng hoàn thiện mình. Đây sẽ là cơ hội để cho Game TV kiểm tra lại khả năng của mình. Kiểm tra lại cái tốc độ phát triển của mình cũng như là những cái mặt còn hạn chế, còn yếu kém. Để có thể tự hoàn thiện mình hơn trong những cái giải sắp tới cũng như trong những kế hoạch tới. Pick thứ hai của Orin và có Bad Rider đi solo lên rồi. Vâng, Invoker dành cho Orin. Invoker ở vị trí solo mid. Với team của Bad Rider và Invoker thì cái khả năng họ có mắt chớp nhoáng ở thời điểm mid game là rất là dễ. Bởi vì Bad Rider bay vào nhấc cậu kéo con nào ra, Invoker nó cool snap con đó thì đảm bảo là không thể chạy được. Với cái slow của Bad, với cái lửa nữa. Clock đã bị ban, Clock ban ngay ở lượt ban thứ 3. Họ tránh một con có thể phá được combat với cái việc hút vào sau đó cóp bật mini stun lên. Clock là một hero có khả năng phá combat rất tốt và là hero có khả năng cho lượng đam cực kỳ lớn ở thời điểm level 6, level 7. Ban thứ 3 của Game TV sẽ là gì? Winter đang cho thấy rằng mình là một game thủ thuộc dạng rất dày kinh nghiệm. Anh ấy đã có thời gian co cát
cùng với những caster nổi tiếng. Vì vậy là cái việc anh ấy tích lũy được kinh nghiệm là rất nhiều. Tôi nhớ trước đây Winter đánh không nổi cho lắm khi còn ở MUFC. Anh đánh khá tạ và bị cho đi mượn. Đó là anh ấy quyết định là đi co cát về các caster và sau đó là về kéo team ABC và có cuộc thoát xác tuyệt vời. Và sau đó ABC đã đổi tên thành MUFC. Còn bây giờ thì anh ấy đang thi đấu dưới màu áo Orin. Orin này có hai thành viên của MUFC cũ. Nếu tôi nhớ không nhầm thì chỉ có hai, mà nếu tôi nhớ nhầm thì nhiều hơn con số 2. Bởi vì ba thành viên còn lại của Orin thì tôi không biết tí gì cả. Tôi rất ít xem Orin đánh. Game TV quyết định ban Mirana ở trong lượt pick thứ 3 của mình. Hai thành viên thuộc MUFC cũ đó là Winter và Saki. OD đã bị ban rồi. Orin đang ban tới vị trí solo mid, có thể ảnh hưởng invoke. OD cũng có thể là úp invoke lại để lấy intel, sau đó là farm. Reserve time. Người bạn thứ tư của Game TV, Ursac, tiếp tục là một hero khả năng đánh nhau thì mid game. Game TV đang cố gắng hạn chế đối phương với việc bàn Ursac, bàn Mirana. Mirana có ulti ở level 6 có thể giúp cho team mở combat được ở thời điểm mid game. Và ban Mirana cũng là một sự lựa chọn hợp lý. Mirana sẽ giúp sức rất nhiều cho Bad Rider. Bên cạnh đó thì Ursac là một hero có khả năng phá combat rất tốt với visual của mình. Để cho Ursac có Blink thì Blink vào ulti rất đau. Đây là những điều mà Game TV không muốn xảy ra và họ đã ban hai hero đó. Pick thứ 3 dành cho Game TV. Trong 3 lượt pick cuối Game TV đều được pick trước. Reserve time. Vâng, Kling cho Game TV. Kling sẽ cầm bởi ai đây? Có thể đó là Cua, cũng có thể là Kinzu, và hoàn toàn có thể là Yangmi. Cái lineup hiện tại là của Game TV là một lineup rất khó đoán. Và chúng ta không thể biết được ai sẽ là người cầm hero gì khi mà họ thi đấu khá tốt ở ngoại trừ Su Vi Yếu, chắc chắn một vị trí support, còn lại tất cả đều có thể thi đấu được ở mọi vị trí. CM cho Orin. Orin đã bắt đầu pick tới những support dành cho mình. CM là một support thuộc dạng có thể farm rừng được. Tuy máu hơi rán một chút nhưng bộ skin rất hữu dụng. Đóng băng, slow ulti bá. Và có cả regen mana giúp cho bát thể farm được invoke cũng vậy. Pick thứ 4 của Game TV. Game TV cần phải có thêm một lượng đam phép nữa, bởi vì nếu như chỉ dựa vào Kling thì hoàn toàn có thể bên phía Orin sống tốt với một cái gót. Vâng, Tinker dành cho Cua. Đây là những gì tôi muốn chờ xem, tôi muốn nhìn xem. Tinker đã rep full Luis. Một Tinker đã rampage full Luis trong giải VDL vừa qua. Hôm nay thì nó lại xuất hiện trong game đấu này. Liệu rằng nó có bắn phá được Orin hay không? Chúng ta cùng chờ đợi. Pick thứ 4 của Orin. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Windranger. Một support nữa dành cho Orin. Và pick cuối của Orin sẽ là một carry của lên 3. Họ có hai cô gái rất hot làm nhiệm vụ bảo kê. Với việc mà CM với Win có lượng máu nơi dán này thì chỉ một combo tinh thôi là sẽ lên bảng đếm số. Thực ra invo thì cũng không dày hơn. Bad Rider thì cũng nhỉnh tí tí. Mọc Vinh đã bị ban. Một lượt ban head carry ở cái lượt ban cuối cùng của Game TV. Vâng, Rubik thì lại bị ban bởi bên phía Orin.
Rubik là hero mà Orin pick nhiều nhất, nhưng trong trận đấu này thì họ quyết định ban ở trong lượt ban cuối cùng của mình. Pick cuối dành cho Game TV Beastmaster. Họ để cho Beastmaster solo cái orb lên. Họ đánh chip lên với Kling là carry farm lên 3. Tinker đi mid. Beastmaster có thể farm tốt với Zeal của mình, không lo lắm cái chuyện bị thọt. Orin lựa chọn carry nào cho mình đây, khi đội hình của Game TV đang có đủ cả về đam tay cũng như là đam phép. Lên gậy gót thì sẽ vỡ mồm với Tinker, còn nếu không lên gậy gót thì Kling nó bắn cho tụt quần. Kèo này là kèo bắt đầu có tí khó. Thời gian dành để hack não Winter. Winter đang phải đưa ra cái giải pháp để giải cái bài toán Kling Tinker. Cái bài toán Kling Tinker đã từng làm đau đầu anh Tờ Su với màn uống bia tươi, còn bây giờ nó đang làm đau đầu Winter. Anh Tờ Su chỉ có một thôi, anh nhầm thằng hai. Vâng, voi. Voi trong bản này được bắp khá nhiều, việc trong lồng nó chạy như con ma. Bây giờ thì họ lựa chọn voi là carry chính của lên 3 trong game đấu này. Voi với cái bắt trách thì hoàn toàn thể né được cả đam của Kling cũng như đam của Tinker. Họ để cho Silong cầm Beastmaster thì họp lên. Tinker được cầm bởi cua đi solo mid. Kinzu cầm Kling. Kling được cầm bởi Kinzu đi carry lên 3. Suvi ở farm rừng và Ninja Assassin được cầm bởi Yangmi. Yangmi sẽ cầm Ninja Assassin để bảo kê cho Kling farm. Chúng ta sẽ cùng đến với game đấu này. Người cầm Bad Rider đi họp lên trong đội hình của Orin đó chính là Winter. Còn chip lên họ sẽ có SXOCXS là người cầm voi. Con voi đang thể hiện cái dáng khá đượi của mình. Thanh niên vừa làm trò. Insidious sẽ là người cầm Win. Saki sẽ là người cầm CM. Saki cũng là một Saki cũng là một người mà rất có kinh nghiệm. Nhưng anh ấy cũng chính là bê bối mà khiến cho MUFC không thể tham dự được kỳ TI2 vậy. Với việc MUFC được mời và sau đó là Saki chính là người mà trục trặc với visa mà khiến cả team không đi được. Rất đáng buồn. Isaera sẽ là người cầm Invoke. Anh ấy lên theo đường QE rồi. Lên E trước lấy đam để có thể farm. Số biểu sẽ farm rừng, sau đó ra hỗ trợ đẩy lên cùng với đồng đội. Với cái con Tinker thì với con Kling thì ta hy vọng ở cái màn nó ủi trụ nhanh không tưởng. Với cái màn bắn tên lửa, Tinker ủi trụ rất là con Kling ủi trụ rất là nhanh. Run hết và đang được quản lý bởi voi. Voi cầm run hết sổ đứng đấm 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 rất bá. Bây giờ phải nhường cho rely. Tinker của cua. Thường thì họ sẽ cắm một cái mắt ở đây để giúp được cua quản lý được sai cái phần run cũng như quản lý được ở khu vực này để cua có thể vào đây thì... Vâng, block cam, block cái cam to luôn. Rely quyết định đứng đây đến giây 30 block cam rồi nó chạy ra. Như vậy là một cam nó vừa block rồi. Cua lên laser đầu tiên, bây giờ khả năng cua bị bắt khi mà đây có Rely đóng băng. Đang đuổi theo với 3.E, invo đấm rất đau. Nhưng ngay lập tức Invo bị creep bắn. Hách não dành cho cua. Rely lập tức đi vào rừng. Với cái run hết thì ngại gì vết bẩn đây. Sẽ là farm rừng với đóng băng. Ở bên trên Beastmaster vẫn có thể farm được với cái ném dìu của mình. Hoàn toàn có thể farm được. Thỉnh thoảng farm một con thôi nhưng không sao. Đã level 2 rồi. À, lúc này lượng Ladith deny thì con Invoke đang khá là chiếm thế thượng phong với việc Ladith tới 5 con. Nhưng bây giờ thì trong trụ khoảng trời của cua. Rất tiếc thì vừa rồi Ladith trượt. Cua lên một cái dinh ở dưới ghen trước.
và sẽ là một cái sâu dinh. Tinh cơ thì sâu dinh rất quan trọng. Ychen nick thỉnh thoảng vào rừng để ăn lever cùng Ychen rồi kéo creep vào. Còn Kling thì hoàn toàn thể farm rất thoải mái rồi. Ba Rider thì không có tuổi đi, kiểu Kling kiểu này có cả nick nữa. Và như vậy là đã có cam. Cua đang tự stack để farm. Stack cam to vẫn là cái bài quen thuộc của cua, bài rất quen thuộc. Ở đây có con lợn của Si Long đẩy ra vừa check run cho cua. Farm bằng skin 3 luôn, hạ lát đối phương. Có sâu dinh rồi. Có lợn đứng đây để check. Vâng, như vậy là có regen, cua không ngại gì dùng luôn skin của mình cả. Spam luôn. Với việc pick được hero tủ cho cua thì không biết Game TV sẽ triển khai cái trận như thế nào. Cua thì rất thích cái màn gọi là cầm hero bá bá, do đó là cân team. Ở invo lên con đệ rồi, con đệ invo là con đệ lửa, nhìn cũng khá là hầm hố hoành tráng. Này thì invo đang có được cái lượng lát hit deny rất là tốt. Bên cạnh đó thì voi cũng vậy, voi đứng đầu bảng 17 creep, gần như không ai cản voi. Còn Kizu này mới được 9 con. Liên tục bị cái slow tới từ con Winter Bad Rider, cực khó chịu. Ở mid thì cua liên tục spam skin và harass đối phương. Cua cần phải có dây bay. Counter smoke của Super Hiếu và Yangmi. Hậu định vòng sau trụ, hai con Satya, một con Chen. À, một con Centaur. Nhưng con Centaur chết rồi. Bây giờ họ chờ đợi. Lùi về rồi. Phát hiện, Yangmi phát hiện ra rồi. Không có stun như vậy, cancel stun rồi. Yangmi quyết định cancel stun và đang lùi về. Có gai, bật gai lên. Không bật sẽ chết. Bật gai lên rồi, vẫn gai được. Một cái Satya, hai cái Satya. Hai cái trưởng của hai con Satya đệ của y trên nhưng không thấm. Bú máu rồi, nhưng con đệ của... Vâng, con đệ của Invo thì cũng vừa rồi đã phá được cái tình huống bú máu của Yangmi. Ở đây có run hết. Bad Rider sẽ ăn. Bad Rider có bình và ăn run hết. Với việc ăn run hết này sẽ rất nguy hiểm cho các hero đi cùng lên Bad Rider. Bởi vì Bad nó slow, sau đó là nó đốt lửa thì rất là buốt. Nếu mà để con Bad nó cho khoảng tầm 3 chấm vào slow thì rất là mệt mỏi rồi. Bên trên thì Silong đã có giày, farm vẫn rất cẩn thận. Cua tiếp tục đi lên để tự stack cam cho mình để farm. Dây 52, cua sẽ kéo cái đống này ra. Kéo ra theo hướng này. Bên kia chiến tuyến gì lại farm rừng, cũng stack cam rất nhiều. Đây, khi cua stack thì gì lại cũng stack. À, con Win cũng stack luôn. Đấy là bên phía team 2 họ stack 2 cam. Void sẽ farm Fury. À không, như vậy là Void farm Midas. Void lên glow hết, farm Midas. Silong thì cũng rất cẩn thận, thường xuyên gọi là lùi sâu. Không farm. Silong không farm. Cua liên tục bị harass bởi cái trò cú snap tới từ Invo. Con lợn của Silong đã ra. Cắm một con mắt để cho cua có thể thoải mái hơn. Như vậy là cua đã có level 6 rồi. Cắm xe chi luôn. Win đang di chuyển ra mid. Không giúp ích được gì nhiều lúc này thì ở mid là nick Asin của Yangmi. Nick mới có level 3 thôi. Support level nó rất thọt. Đi trên level 4. Con Win level 4 rồi và con gì lai thì lúc này cũng level 3. Ở đây có regen và invo ăn. Invo ăn regen. Đệ, vâng, như vậy là invo phát hiện ra, thả đệ. Thả đệ vào. Và đệ của invo đi sạch thôi.
Đây là một cam rất ngon dành cho cua. Win có lẽ sẽ vào để cắm Senchi. Cắm Senchi đi quát. Nhưng không được. Và cắm Senchi block cam. Đã nhìn thấy rồi. Nhìn thấy rồi. Bắn luôn con chim của Silong. Rất may là tình huống bắn mid. Vì vậy là cam này đang bị bên phía team Morin họ phát hiện ra. Và bọn họ đã tìm cách để block cam. Vâng, con chim Silong đã phát hiện ra cam bên phía team Morin. Và bây giờ thì tôi nghĩ rằng cua sẽ là người vào để ăn cái cam của bên phía team Orin. Nếu như họ không ăn nhanh. Ở trên có First Blood rồi. Rất đáng tiếc tình huống gọi là quá mải mê xem farm rừng bỏ qua mất cái First Blood. Dây bay cho Tinker ở phút thứ 7 rưỡi. Ta thấy là Tinker của cua cầm chất đến như thế nào. Kling ở bên dưới cũng đã có con màn ăn được Bad Rider. Nhưng ngay lập tức Bad Rider cũng ăn được Kling với cái lửa của mình. Sự khó chịu vẫn tới từ Bad Rider. Nick cần phải cẩn thận bởi nếu dính một quả cua snap, sau đó là dính cái Sunshine thì Nick cũng há mồm. Ping ở đây. Sunshine. Yangmi dính Sunshine vẫn có gai. Có gai lên rất may nhưng vẫn chết bởi power shot của Win. Yangmi đã né, đã núp, đã có một tình huống gai, sau đó là giúp vào rừng nhưng rất đáng tiếc ở đây phá được hai mắt luôn. Orin đang chơi phá mắt rất cẩn thận. Cua đang ra với màn thả cái skin của mình. Con chim làm nhiệm vụ quản lý sai cho bên phía team Game TV. Và con chim nó cũng làm nhiệm vụ chở Tinker đi. Nếu đi vào rừng thấy ca ve chở Tinker, vâng, ví dụ kiểu nhìn con này chở Tinker lên vèo vắt chết luôn. Kiểu kiểu thế. Không biết có làm được hay không, về mặt lý thuyết là như vậy. Có thực hành thì chịu chưa biết. Y trên lên giày mana. Kling lúc này xong giày gỗ rồi. Đang spam với ulti của mình để kiếm chút đam, kiếm chút máu. Lúc này Kling vẫn đang farm rất kém so với Bát đang đứng trong này. Và tất nhiên nhìn thấy Bát rồi. Cái size của con chim mà cực kỳ rộng lớn, cực kỳ lợn giống. Vòng đây giết Bát không, Tinker đang đến. Tinker đang đến, khả năng vâng như vậy là không có khả năng bắt được rồi. Với việc mà Tinker di chuyển kiểu này, farm luôn, như vậy là Tinker quyết định bay đây farm. Và thì vừa rồi thì chúng ta thấy là Nick Assassin cùng với cả Beatmaster cần phải di chuyển vào phối hợp cùng Tinker nếu mà cho chim bay ra, sau đó để kệ Tinker này thì nó rất là khó. Hôm nay thì đã có Midas dành cho con Invoke rồi. Invoke có Midas, có dây, có cái dinh ba Silas. Invoke cũng không chăm chỉ Sunshine kể từ đầu trận, mới chỉ có một phát Sunshine trúng Yangmi. Thì số mạng này là 3-1 nghiêng ở bên phía team Orin. Và như vậy là một phát ăn chim của bên phía team Orin rồi. Người ăn chim là con Rely với một phát Nova. Chim ở đây là chim bằng Silong. Ở đây có Run Invi, súp yếu đang ra. Thôi xong rồi, người ăn là thanh niên Win. Thanh niên Win vòng ra mid luôn. Và chắc chắn là cua lùi. Nick đang cố gắng chờ đợi level 6, có level 6 Nick mới có thể đi gánh được tốt hơn. Lúc này thì Kinzu đang farm bên dưới, vẫn đang cố gắng farm. Bát có Blink chưa? Vâng, vậy Bát đã có Blink rồi, bây giờ đang về để lấy. Win Invi ở đây chờ Tinker ra, nhưng mà Tinker lại đang farm rừng. Có bình cho cua rồi. Cua thể hiện khả năng quay tay tốt của mình. Voi có gì? Có Midas MOM. Phút 11 Midas MOM. Voi đang farm quá tốt. Vị thế của một team ở cửa trên. Vậy là chim lại chết rồi. Tiếp tục đẩy chim ra. Bắn tên lửa, có gì lai, một phát bắn tên lửa mất gần phần 3 máu.
Nói chung là đi theo tinh cơ ở cua thì hơi chóng mặt. Thế là tôi quyết định này thôi, focus theo Kinzu để xem những pha móc lốp của Kinzu. Bên phía team Gen TV có hai hero khả năng invi để giết người, đó là Kling cũng như đó là phi thẳng và bắn luôn con Invo. Và chúng một quả tên lửa, một hit, hai hit. Vâng, như vậy là Invo lên bảng một mạng cho Kinzu. Một quả tên lửa rất nhanh của cua. Cua sử dụng sâu dinh rồi đó là bay. Bay lên trên, ở trên. Ở trên nó có màn giết xì lông của Voi. Voi lập tức chim cút ngay. Voi có giày gỗ rồi. Cả bát, cả rely ở đây. Xì lông nó chết rồi. Xì lông chết hai mạng. Anh ấy có sâu dinh, có giày. Cua bay lên nhưng không kịp. 2 năm. Có đoạn Ilu. Và Bát sẽ là người ăn. Và thấy là bên phía Orin họ quản lý cái run tốt hơn so với bên phía Game TV. Game TV gần như là họ không focus vào cái run. Cua bây giờ cần có cho mình cái blink nữa. Có blink rồi thì tiếp tục. Ông với việc lên cái này thì có lẽ là fork không phải blink. Một tên smoke vòng sau. Hậu định bắt win ở đây. Bắt win. Vòng sau gặp Bad Rider. Bad Blink về. Tinker đã ra bắn tên lửa nhưng không được. Một tên gặp Bad Rider và bây giờ thì họ sẽ phút trụ. Vũ trụ với Kling, vũ trụ với đệ của Yi Chen, vũ trụ với Silong. Và cả Nick Assassin của Yang Mi luôn. Và như vậy là trụ đã xong, người ăn trụ là Yi Chen, Su Bình Hiếu, 1.800 tiền. Invoke đang cố gắng push vào cái trụ mid này. Nhưng mà lúc này thì Tinker đã ra để spam tên lửa. Những quả tên lửa cũng rất là đau. Tên lửa mắc rồi. Thi đấu về late game thì nói chung là cũng chưa biết được. Bởi vì late game bên phía team Orin họ có con voi rất là bá. Và như vậy là một pha mà Invo có sự giúp sức của Lilai và Bad Rider đã bắt được Tinker ở mid. Rồi thì huống mà Beatmaster không đủ mana để có thể thực hiện một pha ulti. Tiếp tục gọi chim ra. Con bát của Win đang có nhiệm vụ hỗ trợ nhiều hơn là nhiệm vụ ganker. Linh vòng nhưng ở đây có win và có rely backup. Nếu focus vào rất dễ bị chết ngược. Rất dễ bị chết ngược. Vâng, chim cút ngay. Ở trên voi đang ủi trụ với MOM. Travel dành cho Invo. Invo đang quá xanh. Bắn tên lửa backtrack. Voi này làm voi mắc hên. Lần thứ hai thì không có backtrack. Voi xong búa xét rồi. Voi đang farm cực kỳ nhanh. Bật mớ mờ lên và sẽ có màn úp lồng. Úp lồng giết Yang Mi. Ở đây có Senchi và Yang Mi lên bảng đếm số. Người đầu tiên lên bảng bên Game TV ở trong turn vừa rồi là Yang Mi. Còn người tiếp theo thì chưa có, rất may. Cua 1.700 tiền rồi. Vẫn đang chờ đợi của Bad Rider đang bay vào. Bắt được Beatmaster rồi. Thôi xong, Kinzu cũng đang ra. Ngay lập tức thì người thấy Invo ngay lập tức đã invi đi. Bắn tên lửa liên tục. Nhưng mà không thể làm gì các thành viên của Orin. 8-2 kèo vẫn là quá khó. Ở trên thì con voi là Fury. Ở bên dưới thì liên tục những pha ganh fail của Game TV. Cuối cùng thì cũng đã có blink dành cho cua. Súp yếu lên trống. Bên phía kia trên tuyến thì Win đã có cho mình cái mecan. Dây ghẻ thôi, đã có mecan rồi.
Rely lên gậy gót để tránh con Kling. Nhưng lên gậy gót thì sẽ làm mồi cho Tinker. Bắn rất đau, có thể thấy là con gì lai luôn luôn trong tình trạng báo động đỏ, luôn luôn kiểu bấp bênh. Nhưng Saki cũng là một player già dặn nên anh ấy không bao giờ lăn tăn cái chuyện ít máu mà không dám đứng lại, hoàn toàn thể đứng lại. Nick cũng đã có level 6 rồi, một đường vẽ chiến thuật tới từ Yangmi. Bên phía Team Orin quyết định ăn Roshan với voi, có khá khá item rồi, đang solo Roshan. Đấm Roshan rất buốt, có chói tới từ Zilai nữa. Có cú snap tới từ Invo. Ăn Roshan nhẹ nhơn bao giờ hết, bây giờ có cả đệ Invo ra luôn. Đấm toe stress luôn. Ở đây có Senchi. Ở đây có Senchi, bây giờ Focus vào voi. Gai tiếp lên, gai lên, bây giờ thì Focus là voi, cần Focus nhanh vào voi, nếu không là đấm chết hết. Còn như vậy là Nick đã chết. Bây giờ đến là Kinzu cũng chết luôn. Vâng, tiếp tục là Super Hero. Voi bị Focus, nhưng bây giờ voi chạy mất rồi. Vâng, đã giết được voi rồi nhưng mà hơi chậm. Bây giờ thì cua cũng đi luôn và Silong cũng chết. White Team một con bát vẻ quá là tẻ. Khi mà Nick Assassin xông vào, đồng đội thì đứng theo kiểu ở đây, ở đây và ở đây. Rất khó được con bát theo kiểu đó. Khi mà họ chỉ chết một mình voi, mà họ có thể White Team và GTV. Một con bát phải nói là lỗi về vị trí. Kling cố gắng lên cho mình Orchid. Nhưng cái phút thứ 18 rồi chưa có Orchid thì là quá chậm. Barrier cố gắng lên Fork và đang cản creep để đẩy trụ luôn. Ở đây có hai turn creep, một cái xe và việc đẩy cái trụ là rất dễ. Người cầm Roshan sẽ là Invoker. Họ cắm rất nhiều Senchi và đó lý do tại sao mà cả Nick cũng như cả Kling đang khá là bế tắc trong tình huống vừa rồi. Để cho bắn tiếp trụ có thể deny. Đủ đam có thể deny. Fork dành cho Bát. Bát đã xong Fork rồi. Deny trụ đi. Thực sự thì Beastmaster vẫn đang thi đấu có phần hơi thiếu thuyết phục. Ở bên dưới thì Kinzu lại chết với một màn ba thanh niên của Orin đi bắt. Bắt Rider, Windrunner, Windranger và Rely. Quá khó chạy kiểu này. Orin họ đọc tình huống rất là tốt với việc họ thấy có Kling lập tức Rely đóng cho mình một cái gậy gót vào người. Chịu mạo hiểm là ăn bắn của tình cờ sẽ đau hơn. Nhưng cái họ có là tránh những màn gánh mọc lốp tới từ con Kling. Bởi vì nếu như vâng, Focus vào Focus ngay vào Invoker. Invoker bật QQ lên. Tiếp tục spam nhưng chưa được. Thôi xong rồi, vào úp lồng rồi. Thôi xong rồi, Silong lên bảng. Một mạng, hai mạng, ba mạng. WQ dành cho Void và một mạng dành cho Sucko vào cây. Sucko vào cây, bây giờ thì chết cả bốn người. Kinzu còn đang ở nhà. Có lẽ gì sớm rồi. Cái đầu quá buồn của Game TV. Thi đấu này thì không thể thuyết phục được khi mà voi có 4.400 tiền. Voi thể hiện khả năng farm cực kỳ điên cuồng của mình, bên cạnh đó là những pha đặt lồng rất tốt. Ai ra vào combat phải nói là quá hay. Barrier có gem. Với việc Barrier cầm gem thì những hero như kiểu Kling hay là con Nick Assassin sẽ móm. Sự vai trò của Yangmi trong game đấu này nó hơi mờ nhạt. Vai trò của một đội trưởng. Đây, lượng gold đang nghiêng về bên phía Team Orin với 15.000. XP là khoảng 17.000 rồi. Rất chênh lệch ở thời điểm hiện tại.
Nhìn Evo ở đây nhưng làm gì được. Nhìn thấy không thể làm gì được. BKB cho Void. Void có BKB rồi, nó sẽ phi vào giữa combat như một thằng điên. Bởi vì hôm nay thì ai cản được khi Void có backtrack của BKB. Tốc đánh là có thừa tới từ cái MOM cũng như là cái búa set. Nó sẽ vào bán cái khiên đi, rồi nó cầm BKB vào. Vâng, bây giờ thì xong con ong. Ở đây có cái Watt. Phát hiện là vị trí của Yangmi, và Yangmi sẽ bị săn đuổi. Kinju đứng đây. Bad Rider ulti bad luôn. Focus bad đã có kit rồi. Bad Rider lên bảng điểm số tiếp theo là Relay. Relay đã tự vâng tự gót mình ăn một trưởng của con Tinker nhưng không sao. Void đang vào W dành cho Invo. Xilong chạy về. Triple kill luôn. Void đuổi làm trò mèo thôi. Bây giờ phải đi về. Ba thành viên để chết để đổi một mình Bad Rider. Rất may em Tele về kịp, nếu không thì cũng ra đi tìm được cứu nước luôn. Chúng ta thấy nhìn thấy là Invoke thi đấu rất nhàn hạ nhưng vẫn đang mang lại cái hiệu quả. Anh đang cầm trong người hơn 5.000 tiền. Đồ có gì đâu, đồ anh ấy chỉ có một cái gậy Fox, một cái dây bay, một cái nun, một cái zinc. Midas nữa, Midas để thêm tiền thôi. Còn đồ đánh nhau này thì chỉ một cái Fox, dây bay. Tinker có ra không? Ta thấy là về mặt network lúc này Tinker cố gắng bám đuổi hai thanh niên đứng đầu bà. Đó là Void và Invo. Invo đang farm được cực kỳ điên cuồng, đã có hack cho Invo rồi. Invo đang có lượng network rất cao. Đuổi ngay sát đít Void. Void vẫn đang băng băng về đích sau cái phần thi vượt chướng ngại vật. Các thành viên đi roam bên phía Orin gồm có Bad Rider, Windrazer cũng như là Relay. Họ vẫn đang chăm chỉ đi vòng quanh bản đồ, chơi trò vòng quanh sô-cô-la. Đội hình của Game TV đang bị chia cắt khá là nhiều. Và theo cá nhân tôi nhận thấy thì có lẽ là Yangmi không hợp với vị trí support. Và như vậy là Godline dành cho Invo rồi. Một pha solo kill. Với việc là có hack rồi thì tình cờ cũng rất khó để chạy cái kèo này. Có lẽ là Game TV không thể để với cái lineup Chiro theo thế này được. Bởi vì chúng ta thấy là Yangmi đánh không vừa bay lên rồi đấm super hiếu. Bật cái trẻ em lên nhưng tốc đánh của con Void là vãi cả nhanh. Vãi cả bát. Ui dồi ôi, một phát. Một phát giật sét và... quả đấy đi bằng tay luôn, đi bằng chân, đi bằng đầu luôn. Về đến lượt Yangmi. W dành cho Void. Void có búa set 2. Mặc dù chết con gà nhưng bây giờ thì Orient không quan trọng chuyện con gà rồi. Họ sẽ push vào trụ này. Ném Zil ra để đếp. Focus combo rất nhanh ở Void nhưng backtrack. Bên dưới thì Invo đang âm thầm đẩy lên thôi. Ôi lại có 2.300 tiền rồi. Và Invo đường QE vẫn đang rất mạnh. Ở giữa thì deny được trụ. Tiếp theo sẽ làm gì? Focus vào win, giết win rồi. Một mạng giết win, bây giờ đi úp lồng. Focus vào Tinker đầu tiên, vào Tinker lên bảng đếm số. Bây giờ đến super hiếu. Một cái búa set nó nhảy. Yangmi bật gai. Bật gai nhưng nên nhớ rằng Void có BKB. Triple kill rồi, có thể là ultra kill. Và như vậy là không kịp chạm tay vào một pha KS rất nhanh của Invo. Win mua ra. Kèo quá khó dành cho Game TV và lại là 1-0 dành cho Orin. Radiant's middle barracks have fallen. Vâng, như vậy là GG game đầu thứ nhất đã kết thúc.
Tỷ số là 1-0 dành cho bên phía team Orin. Một chiến thắng rất tốt của Orin. Họ có lợi thế là 1-0. Chúng ta cùng chờ đợi để đến với game đấu tiếp theo, game đấu thứ hai trong kiểu bo ba này. Một game đấu được coi là rip game dành cho Orin khi mà Game TV thể hiện bộ mặt nó quá yếu kém.